Cô chào tất cả các bạn học sinh thương mến. Trong tiết tập làm văn ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học bài kể về lễ hội. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem một số hình ảnh về lễ hội nhé. Và các con thân mến, trước khi vào làm bài tập làm văn, chúng ta hãy quan sát một số hình ảnh. Đây chính hình ảnh ở trong hội vật các con ạ. Mà các con đã biết được toàn bộ cái hội vật này qua bài tập đọc hội vật, đúng không nào? Và xin mời các con đến với hình ảnh tiếp theo. Đó là hình ảnh hội đua voi. Các con đã biết được toàn bộ cái lễ hội đua voi này qua bài hội đua voi ở Tây Nguyên. Và xin mời các con đến với hình ảnh tiếp theo, đó là hội lim. Và các con hãy đến với hình ảnh tiếp theo nhé. Đây là lễ hội ném còn ở các con ạ. Và đây chính là lễ hội giỗ tổ Hùng Vương. Và các con cần lưu ý, ngày giỗ tổ Hùng Vương hay còn gọi là lễ hội đền Hùng hoặc quốc giỗ là một ngày lễ của Việt Nam. Đây là ngày hội truyền thống của người Việt tưởng nhớ công lao dựng nước của Hùng Vương. Nghi lễ truyền thống được tổ chức hàng năm vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch tại đền Hùng nữa các con, thành phố Việt Trì và ở tỉnh Phú Thọ, và được người dân Việt Nam trên toàn thế giới kỷ niệm nữa các con. Và với bài tập làm văn ngày hôm nay, chúng ta sẽ kể về lễ hội với đề bài là các con hãy quan sát một ảnh về lễ hội dưới đây, tả lại quang cảnh và hoạt động của những người tham gia lễ hội. Các con đã nắm được đề bài chưa nào? Và tiếp theo, đây là chính hình ảnh gì đó các con? À, đây chính là hình ảnh chơi đu đó các con ạ. Và đây nữa cũng chính là hình ảnh chơi đu. Và các con thân mến, vừa rồi các con vừa xem một số hình ảnh về trò chơi đánh đu. Bây giờ các con hãy thực hiện yêu cầu của cô như sau. Các con hãy quan sát lễ hội dưới đây, tả lại quang cảnh và hoạt động của những người tham gia lễ hội theo những câu hỏi gợi ý sau nhé. 1. Đây là lễ hội gì và được diễn ra vào thời gian nào? 2. Lễ hội được tổ chức ở đâu? Nơi diễn ra lễ hội được trang trí như thế nào? Trên bầu trời, cây cối xung quanh ra sao? 3. Mọi người đến dự lễ hội có đông không? Họ ăn mặc ra sao? Họ đang xem gì? 4. Cây đu được làm bằng gì? Độ cao như thế nào? 5. Em hãy tả lại tư thế, hành động của hai người chơi đu. 6. Em thích lễ hội và trò chơi này không? Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau quan sát bức ảnh này và đưa ra những nét cơ bản, những nét nổi bật nhất trong bức tranh này nhé. Nào, đây chính là lễ hội chơi đu đó các con. Vậy quang cảnh của lễ hội chơi đu được tổ chức ở đâu? À, quang cảnh của lễ hội chơi đu được tổ chức ở sân đình tại một làng quê ở Việt Nam đó các con. Và tiếp theo, trước cổng đình có treo gì? À, trước cổng đình là dòng chữ chúc mừng năm mới màu vàng nổi bật bên trên nền vải màu đỏ thật rực rỡ, phải không nào? Và trên cao giữa sân đình đó là một lá cờ ngũ sắc. À, lá cờ ngũ sắc là lá cờ hình vuông có 5 màu và có tu rùa ở xung quanh. À, lá cờ đang bay phần phật trước gió, phải không các con? Và các con có thể quan sát xung quanh lễ hội là cây cối xung quanh rất xanh tốt, chim hót líu lo trên cành. Trên bầu trời, ông mặt trời đang tỏa những tia nắng ấm áp xuống mặt đất, đúng không nào? Và tiếp theo, mọi người đến xem hội có đông không? Họ ăn mặc ra sao? Họ đang chăm chú xem gì nào? À, chúng ta có thể nói mọi người đến xem hội rất đông, họ đứng chen nhau, người nào cũng mặc quần áo rất đẹp. Và nguyên sân đình thì có rất nhiều người đến xem và họ mặc những bộ quần áo thật rực rỡ, nhìn đúng như một vườn hoa đấy các con ạ. À, và tất cả đang chăm chú theo dõi hai người chơi đu, họ luôn hò reo vỗ tay tán thưởng với các con. Và tiếp theo,
là tư thế của hai người chơi đu như thế nào. Các con hãy quan sát thật kỹ nhé. Hai người chơi đu nắm chắc tay đu và đu rất bổng. Khi đu, một người thì lướn người về phía trước, người kia lại ngả người về phía sau. Các con có thấy rõ không nào? Và như vậy các con vừa quan sát bức tranh và thấy được những nét cơ bản nhất ở trên bức tranh ấy. Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đưa ra những nội dung cơ bản cụ thể hơn về những nội dung ấy nhé. Và đây chính là lễ hội chơi đu. Cái mở đầu đoạn thì bao giờ các con cũng phải giới thiệu về lễ hội. Đó là lễ hội gì và lễ hội được diễn ra ở đâu, đúng không nào? Và đầu tiên chúng ta có thể giới thiệu về lễ hội. Là đây là cảnh chơi đu được diễn ra ở sân đình ở một làng quê của Việt Nam. Trò chơi được tổ chức trước sân đình vào dịp đầu năm mới. Và trò chơi này rất vui và hấp dẫn. Rất nhiều người đến xem và đến tham gia chơi. Và trước cổng đình có gì các con? À, như chúng ta quan sát thấy, trước cổng đình có bằng chữ chúc mừng năm mới màu vàng, bên trên tấm vải màu đỏ, thật là nổi bật đúng không nào? Và trên cao trước sân đình đó là lá cờ ngũ sắc đang bay phần phật trước gió, làm cho lễ hội càng vui tươi hơn. Và xung quanh sân đình là cây cối rất xanh tốt, đàn chim hót líu lo trên cành. Và trên trời cao, ông trời đang mỉm cười và tỏa những tia nắng ấm áp xuống mặt đất. Và những đám mây hồng trôi lơ lửng trên bầu trời. Các con đã quan sát kỹ trong sân. Các con thấy sân đình như thế nào? À, sân đình rất rộng và có mọi người đến xem lễ hội rất đông. Nét mặt ai nấy đều hào hứng, đều vui tươi, họ đứng chen nhau tới gần để nhìn cho rõ hơn. Người nào cũng mặc quần áo rất đẹp, đủ màu sắc và nhìn như một rừng hoa. Tất cả đều chăm chú nhìn lên xem hai người chơi đu. Và cây đu rất cao được làm bằng tre, được đặt ở khu đất trống trước sân đình. Và hai người chơi đu có những hoạt động như thế nào các con? Hai người chơi đu nắm chắc tay đu và đu rất bổng. Khi đu, một người thì hướng người về phía trước, người kia lại ngả người về phía sau. Không khí càng ngày càng sôi nổi, người chơi hào hứng, đu rất bổng, đu qua đu lại, bay qua bay lại, lượn lên lượn xuống và làm cho những mọi người đứng dưới đều thấy chố mắt và đều thán phục nhìn lên. Tất cả mọi người đều vỗ tay và khen ngợi hai người chơi đu đó các con. Và khi xem lễ hội, các con có cảm nhận gì về lễ hội nào? À, con có thể nói. Đây chính là phần kết đoạn. Các con có thể nêu cảm nghĩ của mình về lễ hội ấy. Là em thấy lễ hội hôm nay rất đông vui, có trò chơi đu rất thú vị. Em thấy mọi người đến dự rất đông và mọi người rất vui vẻ, rất hào hứng về trò chơi này. Em rất thích lễ hội này và em mong ước có một lần được tham dự lễ hội. Và vừa rồi các con đã quan sát bức ảnh về lễ hội chơi đu rồi. Bây giờ chúng ta hãy quan sát bức ảnh tiếp theo. Xin mời các con hãy quan sát bức ảnh này và thực hiện những yêu cầu sau cho cô. Các con hãy quan sát ảnh lễ hội dưới đây, tả lại quang cảnh và hoạt động của những người tham gia lễ hội theo những gợi ý sau. A. Ảnh chụp lễ hội gì? Được diễn ra ở đâu? 2. Quang cảnh hai bên bờ sông như thế nào? Lễ hội được trang trí ra sao? Ông mặt trời, đám mây, cây cối hai bên bờ sông. 3. Trên sông có nhiều thuyền đua không? Mỗi thuyền đua có khoảng bao nhiêu người? Những người đua mặc đồng phục như thế nào? 4. Em hãy miêu tả tư thế hoạt động của những tay đua trên các thuyền. 5. Em hãy nêu cảm nghĩ của em về lễ hội. Và bây giờ chúng ta hãy quan sát kỹ bức ảnh và nêu một số nét nổi bật cơ bản nhất của
bức ảnh nhé. À, đây chính là lễ hội đua thuyền của các con. Và lễ hội đua thuyền này được tổ chức ở đâu vậy? À, lễ hội đua thuyền được tổ chức trên một dòng sông lớn ở một làng quê đó các con. Và tiếp theo, trên sông có nhiều thuyền đua không? Mỗi thuyền có khoảng bao nhiêu người? Trông họ như thế nào? À, chúng ta có thể nói có rất nhiều người, có rất nhiều thuyền đua. Mỗi thuyền có khoảng 20 người. Và họ đều là những chàng trai khỏe mạnh. Và họ đều mặc đồng phục riêng của thuyền. Tư thế của người tham gia đua như thế nào các con? À, những người tham gia chèo thuyền đều cố hết sức gập mình, tay nắm vững tay chèo, gò lưng dồn sức vào đôi bàn tay để cố gắng đưa thuyền về đích trước. Họ vừa chèo vừa hô rất lớn để tạo thành sức mạnh. Không khí lễ hội rất sôi nổi. Các con hãy nhìn kỹ hai bên bờ sông xem có cây cối như thế nào, đúng không? Trên trời những đám mây trôi bồng bềnh. Các con thân mến, bây giờ chúng ta hãy đưa ra những nội dung cơ bản hơn, cụ thể hơn cho lễ hội đua thuyền này nhé. Và đầu tiên các con cần nhớ rằng một đoạn văn của các con bao giờ cũng có mở đoạn. Và trong phần mở đoạn này các con bao giờ cũng sẽ giới thiệu được đó là lễ hội gì, được diễn ra ở đâu và được diễn ra khi nào, đúng không nào? Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần mở đoạn. Các con có thể giới thiệu về lễ hội. À, các con có thể nói là hàng năm ở quê em có tổ chức lễ hội đua thuyền. Và lễ hội này được diễn ra trên một dòng sông thật lớn và gần ngôi làng của mình. Lễ hội này được diễn ra vào những ngày đầu xuân. Và các con hãy quan sát kỹ xem hai bên bờ sông có những cảnh vật gì nào. À, hai bên bờ sông thì mọi người đến xem đông nghịt. Họ luôn vỗ tay reo hò và cổ vũ cho những người đang đua thuyền. Có một chùm bong bóng đang bay lơ lửng đủ màu sắc, đang tung bay theo gió, làm cho lễ hội càng thêm sôi động. Và xa xa đó là một ngôi làng xanh mượt và thật ấm áp. Cây cối ở hai bên bờ sông thì xanh tốt, chim hót nhú lo ở trên cành như chào đón một lễ hội thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Bầu trời cao, mây xanh, ông mặt trời tỏa những tia nắng vàng tươi ấm áp xuống mặt đất. Những đám mây xanh trôi bồng bềnh trên bầu trời làm cho cảnh vật thật thanh bình. Và trên bờ sông có những gì các con? Trên sông có hơn chục chiếc thuyền đua. Và các thuyền đua có hình dáng như thế nào? Các thuyền đua dài và ở đầu thuyền giống như một con rồng. Mỗi thuyền có gần 20 tay đua. Họ là những chàng trai rất trẻ, rất khỏe mạnh và rắn rỏi. Họ mặc đồ đồng phục cho riêng thuyền của họ, nhìn rất chuyên nghiệp. Và những hoạt động của những tay đua như thế nào các con? Những tay đua đều nắm chắc tay chèo. Họ gò lưng dồn sức vào đôi bàn tay để chèo thuyền. Những con thuyền lao đi vun vút trên mặt sông, ai lấy đều reo hò và vỗ tay khích lệ cho họ. Không khí càng ngày càng sôi nổi và hào hứng. Lướt trên mặt sông những con thuyền, và con thuyền nào cũng muốn tới đích sớm, tất cả đều reo hò, đều hòa chung vào cái nhịp vỗ tay của những người ở trên hai bên bờ sông khích lệ cho họ. Và khi xem lễ hội này, con có cảm nhận gì? À, con có thể, và đây chính là cái phần kết đoạn của các con. Các con có thể nói được tình cảm, cảm nhận của con về lễ hội nội, về lễ hội này. À, con có thể nói lễ hội này là lễ hội rất vui, rất sôi nổi. Và em thấy trong lễ hội đã thể hiện được tinh thần thể thao của dân tộc và thể hiện được tinh thần đoàn kết của dân tộc. Em mong ước năm nào cũng được xem lễ hội như thế này. Và em mong ước được một lần tham gia lễ hội thú vị này.
Đó là tất cả những nội dung nói về lễ hội đua thuyền ở các con. Và các con cần nhớ rằng khi nói hoặc viết một đoạn văn về lễ hội thì thường có 3 phần: mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn. Phần mở đoạn các con giới thiệu về thời gian, địa điểm diễn ra lễ hội. Phần thân đoạn các con tả không khí, quang cảnh xung quanh lễ hội, hoạt động của con người trong lễ hội. Kết đoạn các con nêu được tình cảm, cảm nghĩ của mình đối với lễ hội của quê hương. Các con đã nhớ chưa nào? Và cô mong rằng những lễ hội này của chúng ta sẽ luôn được trân trọng và bảo tồn, vì những lễ hội này mang đậm bản sắc của dân tộc Việt Nam chúng ta, các con nhé. Và chúng ta hãy cùng nhau làm bài vào vở thật hay, thật sinh động nhé. Và cô lưu ý với các con là các con đã biết tả quang cảnh hoạt động của những người tham gia lễ hội. Và các con có thể kể về bất cứ lễ hội nào của dân tộc ta mà các con muốn và các con thích. Và khi tả về lễ hội, các con nên vừa tả cảnh vừa xen kẽ những hoạt động của người tham gia lễ hội để làm cho bài văn sinh động hơn. Và các con cần lưu ý là khi làm bài văn thì các con nên đưa những câu văn có hình ảnh so sánh và nhân hóa vào bài văn để cho bài văn hay hơn và mượt mà hơn. Các con đã nhớ chưa nào? Cô chúc các con làm bài văn thật hay nhé. Và cô tạm biệt tất cả các con. Hẹn gặp lại các con trong tiết học ngày hôm sau nhé. Tạm biệt các con.